Nhằm chung tay góp sức chăm lo đời sống cho người nghèo, sáng nay Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau phối hợp với họ đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, huyện Cái Nước, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương và tổ chức phiên chợ không đồng cho hộ nghèo, hộ gặp khó khăn trên địa bàn xã Đông Hưng, huyện Cái Nước. Tại lễ bàn giao nhà tình thương, có 5 hộ nghèo của xã Đông Hưng được nhận hỗ trợ, kinh phí xây dựng mỗi căn trên 50 triệu đồng. Tổng kinh phí xây dựng 5 căn trên 280 triệu đồng. Đến nay, cả 5 căn nhà đều được hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp bà con nghèo kịp đón Tết Nguyên đán trong căn nhà mới. Dịp này, phiên chợ không đồng được mở, hỗ trợ hơn 500 phiếu đi chợ cho người nghèo, người khuyết tật, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cái chợ không đồng thì có ý nghĩa nhiều, giúp cho được những cái hộ nghèo của như chúng tôi mà được ăn qua 3 ngày Tết gì đây, thì tôi cũng rất cảm ơn cái chợ không đồng. Cho nên là vì đó thì tôi không biết lấy lẽ gì mà để nói nữa, tôi chân thành để cảm ơn. Một phiên chợ đặc biệt được tổ chức ngay Ủy ban Nhân dân xã Đông Hưng, huyện Cái Nước. Những phiếu quà tặng được trao tận tay người nghèo, hộ gặp khó khăn. Ban tổ chức cũng đã bố trí lực lượng giúp hộ nghèo mang đồ đi chợ về nhà. Xã nhận thấy sau cái ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng như ảnh hưởng cái phát triển kinh tế chung của xã, trong đó có bà con nhân dân, thì xã thông qua là lãnh đạo các cấp là kêu gọi các mạnh thường quân trong và ngoài là huyện cũng như ngoài tỉnh để hỗ trợ làm thế nào tạo điều kiện cho người dân của mình có ấm no trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Mỗi phiếu đi chợ trị giá hơn 600.000 đồng, hỗ trợ đầy đủ các mặt hàng lương thực, thực phẩm, mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cho các gia đình. Tổng số tiền tổ chức phiên chợ không đồng tại xã lần này trên 500 triệu đồng do họ đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, huyện Cái Nước dẫn động các nhà hảo tâm hỗ trợ. Sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm và cả cộng đồng đã góp phần cùng đảng bộ, chính quyền xã Đông Hưng chăm lo tốt đời sống người nghèo, hộ gặp khó khăn, có điều kiện vui xuân đón Tết.